Sao Bằng Nhật xin chào các bác nhé. Đợt này mùa đông máy rửa bát thì giá thành rất là rẻ. Em tiếp tục cập nhật một con rửa bát Panasonic TM5. Một con TM5 các nhé. Hình thức bên em đã làm trắng đẹp sạch sẽ cho các bác rồi. Đây, mã số 1. Cái chiếc này thì em báo giá luôn. Em bán là 3,1 triệu, bao ship toàn quốc cho các bác. Đây là cái bếp này, chắc là 3,1 triệu, bao ship toàn quốc các nhé. Tổng hồi của nó vẫn còn ok này. Giá thành quá rẻ, rẻ như na vòng, rẻ như cho. Con này sản xuất 2011. 3,1 triệu một con rửa bát TM5. Rửa với nước nóng 80 độ C đây các bác này, thời gian sấy nhé. Mọi chức năng hoạt động ngon lành ok hết, thần chỉ nước nóng bỏng luôn. Đây. Xếp 12 cái bát con các bác nhé. Rẻ như này các bác không tội gì mà không mua một chiếc về nhà mà rửa, tội gì để về ăn cơm xong nhìn cái bát đũa nó mùa đông rất là ngại, chả đáng bao tiền cả. Máy Nhật này nó rửa hoàn toàn bằng nước nóng cho nên là các bác yên tâm, mình không cần để dùng hóa chất tẩy rửa độc hại đâu, cái hóa chất tẩy rửa nó rất là độc. Những cái máy rửa bát là nó quá rẻ, năm nay nó quá rẻ, cạnh tranh nhau về giá bán gần như là cái lợi nhuận nó không có, nhưng mà bắt buộc thì cũng phải bán thôi, không bán để có ế còn chết nữa. Cho nên là giá nhiều khi hạ đến mức mà gọi là anh em gọi là hạ tụt quần đấy ạ. Này, xếp 6-8 cái đĩa các bác này, đũa thìa. Đây. 3,1 triệu quá nhá. Đây. Bán gọi là cho có bán thôi, bán lấy công thợ, công làm lãi. Nhưng mà lợi nhuận thì chả được bao nhiêu đâu ạ. Không có lợi nhuận. Nhưng việc bán thì vẫn cứ phải bán. 3,1 triệu bác làm chốt thì các bác liên hệ TM5 bảo hành 1 năm. Đấy, bán xong còn phải bảo hành. Đây, chào các bác nhé.